Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 213. Chương 2121, Hành động săn giết 3. Điềm Tâm Hồng Ma lập tức ý thức được mình bị Quan Phương theo dõi rồi. Bệnh tật bất chi bất giác ăn mòn thân thể của cô, khiến cô ở trạng thái cực độ suy yếu. Ôn thần của Quan Phương có thể chuẩn xác truyền bá bệnh tật cho cô, nói rõ đã định vị được địa chỉ của cô, bên ngoài tất nhiên bố trí tầng tầng mai phục. Sở dĩ còn chưa giết vào là muốn để bệnh tật liên tục ăn mòn, tận khả năng suy yếu cô, thậm chí không đánh mà thắng bắt giữ. Là một nữ vu cổ sư, cô tuy không thiếu kinh nghiệm tác chiến phó bản, nhưng ở trong hiện thực vẫn luôn an phận thủ thường, cực ít sinh ra xung đột với Quan Phương. Ở dưới tình huống không quen thuộc phong cách của Quan Phương, lại khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, tử đấu với Quan Phương hiển nhiên là không lý trí. Hơn nữa cũng không thể ở trong chung cư ra tay với Quan Phương, cái này sẽ liên lụy quá nhiều người vô tội. Nghĩ đến đây, Điềm Tâm Hồng Ma lảo đảo đi đến bên tủ quần áo, mở ra cửa tủ, lấy ra một cái vò đen, từ bên trong bắt ra một cái kén to béo. Cô một hơi nuốt cái kén vào, cái bụng ong no đủ căng lên rách váy ngủ, làn da nhuộm lên hoa văn vàng đen giao nhau. Cái trán mọc ra xúc tu, hai mắt hóa thành mắt kép của côn trùng, cánh mỏng như cánh ve mở ra ở phía sau lưng. Cô biến thành cô gái ong giống với Tiểu Viên. Kén trong vỏ chính là Tiểu Viên tặng, có thể khiến vu cổ sư hóa thân ong vàng, sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ ong vàng có thể so với máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm. Dùng cho phá vây không còn gì tốt hơn. Phải biết rằng, đại bộ phận thánh giả là không thể phi hành, mà vu cổ sư có thể hóa cổ, ở giai đoạn thánh giả có được quyền khống chế bầu trời tuyệt đối. Sau khi hóa thân cô gái ong, Điềm Tâm Hồng Ma nhanh chóng lao về phía cửa sổ, kéo ra bức rèm, vẻ mặt của cô đột nhiên cứng đờ. Ngoài cửa sổ bò đầy dây leo, dây mây tráng kiện cứng cỏi bịt chặt chẽ cửa sổ. Điềm Tâm Hồng Ma giật vài cái, chưa thể giật đứt dây mây. Cô bỗng nhiên quay đầu, có chút tuyệt vọng nhìn về phía cửa phòng. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, số lượng rất nhiều. Cảm xúc tuyệt vọng cùng sợ hãi cuồn cuộn dâng lên, Điềm Tâm Hồng Ma đứng thẳng bất động vài giây ở bên cửa sổ. Bỗng không để ý tất cả lao về phía đầu giường, lấy ra điện thoại di động dưới gối, mở ra danh bạ, gọi điện thoại cho mẹ. Mười mấy giây sau, bên kia bắt máy, thanh âm mang theo cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi truyền đến. Ai thế? Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt lặng lẽ tràn qua gò má, Điềm Tâm Hồng Ma miệng run run, yết hầu nghẹn ngào, cuối cùng, chung quy là chưa nói cái gì cả, yên lặng tắt máy. Chung cư nào đó, trong phòng ngủ đầy hỗn độn, người trung niên mặc trang phục chiến thuật, cúi đầu nhặt lên một pho tượng đất to bằng bàn tay. Theo tượng đất nhỏ thu hồi, cấm chế phong tỏa phòng ngủ, phòng khách biến mất. Trong phòng khách đầy hỗn độn, đồ gia dụng bị đánh thành bột phấn, ông lão tóc hoa râm gục ở trên mặt đất, máu tươi màu đỏ đen từ trên người lão chảy ra, hội tụ thành một vũng nhỏ. Ba thánh giả Quan Phương trong phòng ngủ đều bị thương không nhẹ, nhưng cũng không quá đáng ngại. Dưới tình huống có chiến thuật hoàn chỉnh, bố cục chi tiết, nhiều loại đạo cụ phụ trợ, săn giết một tên nghề nghiệp tà ác không có chút phòng bị, cũng không phải một việc khó. Chiến đấu thật ra kết thúc rất nhanh, từ bắt đầu đến đánh chết, không đến 10 phút. Người trung niên lấy ra tai nghe, ra lệnh, chiến đấu kết thúc, thông báo văn phòng cảnh sát tới đây xử lý hiện trường. Khi nói chuyện, hắn thấy hai đồng bạn khác đi về phía thi thể của ông lão, một người trong đó đang chuẩn bị mở ra ngăn kéo tủ đầu giường trước người ông lão. Đợi chút, người trung niên vội vàng quát bảo ngưng, lại, ông lão này ở lúc gần chết, chưa cầu xin tha thứ, chưa vồ ngược, mà là run rẩy bò về phía tủ đầu giường, đến một khắc đó tử vong, ánh mắt lão cũng đang gắt gao nhìn tủ đầu giường. Trong ngăn tủ có thể cất giấu đạo cụ hoặc tiêu hao phẩm đáng sợ nào đó, làm tốt phòng hộ, người trung niên nhắc nhở. Đồng bạn gật gật đầu, lấy ra một cái áo khoác dính đầy bùn khoác lên, hành động của hắn nhất thời trở nên chậm chạp, giống như bả vai gánh núi. Hắn nâng lên cánh tay nặng nề, mở ra ngăn kéo, đồ vật bên trong khiến hắn ngẩn ra một phen. Hắn cầm lên một xấp giấy thật dày, nhìn quét vài lần, ngạc nhiên nói, tài liệu trình bày chi tiết. Chỉ có vậy, một xấp tài liệu khiếu nại thật dày, có cái rất mới, có cái rất cũ. Chúng nó rất dày, ghi lại huyết lệ cùng oan khuất nửa đời của một giáo viên. Chúng nó rất mỏng, mỏng mấy chục năm cũng không ai hỏi thăm.
Tử Sung, cha cháu bị đánh chết rồi. Tiếng kêu thê lương làm Lâm Tử Sung giật mình thức dậy, hắn đứng bật dậy, thấy căn phòng quen thuộc, tường trắng người nông thôn tự sơn, tủ quần áo cùng giường lớn giản dị, bên cửa sổ có một cái bàn rẻ tiền. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2122, Phật Đà mở mắt một. Trên bàn là một bộ máy tính chơi game đào được ở chợ đồ cũ, một cái bàn phím cơ bẩn thỉu, tiếp đó chính là cái gạt tàn cùng chai nước khoáng, trong chai nhét đầy tàn thuốc. Mình, sao trở lại trước kia rồi? Trong mắt Lâm Tử Sung hiện lên mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu óc váng vất hỗn loạn, như là trạng thái sau khi say rượu. Say rượu. Đúng rồi, hắn ngày hôm qua uống rượu với mấy người bạn từ nhỏ trong thôn, gần đây bởi vì chuyện thu hồi ruộng đất, toàn bộ thôn đều ầm ĩ gà bay chó sủa. Thu hồi đất đai chuyện này là mấy nhà vui mấy nhà sầu. Đối với người ra ngoài làm ăn mà nói, ruộng đất đã sớm bỏ hoang có thể đổi một khoản tiền, vẫn tốt hơn bỏ hoang. Nhưng đối với bộ phận người trung lão niên cả đời dựa vào ruộng đất sinh hoạt, đó là chu tâm. Các chú bác già ở trên đồng kiếm ăn cả đời, sớm đã quen loại cuộc sống này, cộng thêm không có năng lực ra ngoài làm ăn, tuổi cũng không cho phép bọn họ hàng năm làm công việc thể lực nữa. Thu hồi ruộng đất chẳng khác nào lấy mạng bọn họ. Vì thế hai bên sinh ra xung đột kịch liệt, bây giờ bên khai thác phát triển kia thuê một đám côn đồ cầm gậy gộc trông coi máy đào móc, thôn dân dám đến, đến người nào đánh người đó. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong thôn đều bởi vì ẩu đả bị văn phòng cảnh sát bắt vào, lực lượng phản kháng trong thôn nhanh chóng suy yếu. Nhớ đến nơi đây, đầu óc Lâm Tử Sung đã hoàn toàn tỉnh táo. Tử Sung, cha cháu bị đánh chết rồi. Tiếng kêu thê lương một lần nữa truyền đến, một lão nông đầu đầy máu, nửa người dính bùn lầy chạy vội vào, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ bi ai mà dữ tợn. Đại bá, ngài nói cái gì? Lâm Tử Sung giật mình, từ trên giường bật dậy. Lão nông gắt gao túm chặt cổ tay Lâm Tử Sung, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già, cha cháu bị đám khốn kiếp kia đánh chết rồi. Lâm Tử Sung như điên xông ra ngoài, lao ra khỏi thôn, tới ruộng nhà mình, xa xa, hắn thấy một đám người tụ tập ở nơi đó, thôn dân cùng lưu manh chia làm hai nhóm, phân biệt rõ ràng. Lâm Tử Sung gạt đám người ra, thấy cha già cả người đầy bùn lầy, ông lão quật cường này ngã trong vũng máu, mái tóc hoa râm bị bùn cùng máu tươi làm bẩn. Gáy ông be bét máu thịt, không biết đã trúng bao nhiêu gậy gộc. Sắc mặt Lâm Tử Sung dần dần trắng bệch, trái tim co rút đau đớn từng cơn, loại đau đớn xé tim xé phổi này rất quen thuộc, trước kia tựa như từng trải qua. Thủ lĩnh lưu manh thấy Lâm Tử Sung chạy tới, lập tức kêu gào, bọn tao không đánh lão, là tự lão lao vào. Không sai không sai, là tự lão lao vào trên gậy của bọn tao. Đừng nói nhảm, còn dám gây chuyện, đây là kết cục. Lão đại, chúng ta trực tiếp gọi chị An Viên, để văn phòng cảnh sát đến xử lý, bây giờ là xã hội văn minh mà. Lâm Tử Sung gục ở cạnh thi thể phụ thân, ông lão quật cường đến chết cũng chỉ tiếp nhận lý lẽ này, rốt cuộc không ưỡn thẳng nổi cái lưng của ông nữa. Ông chết ở trên mảnh ruộng làm lụng cả đời, bùn đất đã nhuộm lên máu tươi của ông. Tử Sung à, cha cháu chết thảm lắm, ông ấy là bị đánh chết tươi. Lúc này, đại bá đã đi tới, giọng đau đớn nói, cháu phải báo thù cho ông ấy, cháu không thể yếu đuối giống như lần trước. Không thể yếu đuối giống như lần trước. Lâm Tử Sung đau đớn ôm đầu, hắn nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Nhớ tới chuyện khuất nhục nhất của hắn đời này. Một lần đó, hắn trơ mắt nhìn phụ thân chết ở trên bờ ruộng, nhìn đám lưu manh kêu gào. Hắn yếu đuối lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn khuất phục, hắn đi cáo ngự trạng, hắn cho rằng hắn có thể đòi về công đạo. Kết quả hại chết mẫu thân, hắn vì thế hối hận rất nhiều năm. Ngẩng đầu ba thước không có thần linh, công đạo ở trong đao. Hốc mắt Lâm Tử Sung từng chút một đỏ tươi, vẻ mặt từng chút một dữ tợn, hắn giống giận lao về phía đám lưu manh, hắn muốn báo thù cho phụ thân, hắn muốn liều mạng với đám hung thủ này. Đám lưu manh vây quanh hắn, một phát gậy đánh lén đánh hắn ngã xuống đất, gậy gộc hạ xuống như mưa rào, Lâm Tử Sung không dậy nữa. Phòng chỉ huy phòng bế. Thư ký Chu mở ra kênh audio, trong tay cầm một cái bút, đứng ở trước bảng đen, thản nhiên nói, các đội báo cáo tình hình chiến đấu, các đội báo cáo tình hình chiến đấu. Đội 1 báo cáo,
nhân gian lưu lãng khách đã bị đánh gục, chúng tôi phát hiện hắn cùng truy độc giả của phân bộ Nam Minh âm thầm cấu kết. Truy độc giả mắt thấy sự việc bại lộ, phản kháng bắt bớ, đã bị đánh chết, chúng tôi tổn thất 2 đồng đội. Báo cáo xong, đội 2 báo cáo, Điềm Tâm Hồng Ma đã bị đánh gục, tiểu đội không có tổn thất, báo cáo xong. Đội 3 báo cáo, Gương Tốt Cho Người đã bị đánh gục, chúng tôi ở phòng hắn lục soát ra tài liệu khiếu nại, tài liệu đã bị tiêu hủy, tiểu đội không có tổn thất, báo cáo xong. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2123, Phật Đà mở mắt 2. Đội 4 báo cáo, Tổng giáo đầu Lâm Sung xác nhận tử vong, chết bởi mộng cảnh, tiểu đội không có tổn thất, báo cáo xong. Đội 5 báo cáo, Phương Phương đã bị đánh gục, tiểu đội tổn thất 1 người, chiến đấu lan đến cư dân bình thường, 6 chết 13 bị thương, cục diện đã khống chế, báo cáo xong. Đội 6 báo cáo, Bá Vương Biệt Cơ đã bị đánh gục, tiểu đội không có tổn thất, chiến đấu lan đến cư dân bình thường, 3 chết 7 bị thương, cục diện đã khống chế, báo cáo xong. Đội 7 báo cáo, Thư ký Chu vừa nghe, vừa gạch đi avatar mục tiêu đánh gục. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người, Tiểu Viên, Khâu Bắc Nguyệt, Lương Thần chọn chủ mà thí, Triệu Hân Đồng. Thư ký Chu tắt đi tai nghe, lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn, nên kết thúc rồi. Thành phố Kim Sơn, Tinh, trưởng lão sóng dữ vô tình của phân bộ Sáp Ong, nghe thấy tiếng tin nhắn nhắc nhở. Hắn lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn, thư ký Chu, nên kết thúc rồi. Sóng dữ vô tình thu hồi điện thoại di động, quay đầu mệnh lệnh các đội viên phía sau, lạnh lùng nói, sau khi tôi hành động, lập tức khởi động camera theo dõi từ xa không người lái. Nếu phát hiện xung đột kịch liệt, lập tức hướng hai vị trưởng lão đi theo báo cáo, sau đó phong tỏa con đường phụ cận. Vâng, cấp dưới thấp giọng trả lời. Sóng dữ vô tình quay đầu, ánh mắt, nhìn về phía tiểu khu nơi xa. Hắn dung mạo tuấn tú, làn da tái nhợt, 35 tuổi đã là trưởng lão phân bộ Sáp Ong, thành phố Sáp Ong gần kinh thành, dưới chân thiên tử, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng sóng dữ vô tình tự mình biết, nếu không xuất hiện sự kiện chúa tể ngã xuống quy mô lớn, ít nhất trong 10 năm, hắn là không vào được tổng bộ. Trưởng lão phân bộ là một phương chư hầu, quyền lực lớn nữa cũng có hạn, chỉ có tiến vào trung ương, tương lai mới có cơ hội đảm nhiệm thư ký thập lão. Thư ký là người đại diện, người phát ngôn của thập lão, quyền lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, thái trưởng lão hứa hẹn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trong 5 năm, điều hắn đến tổng bộ nhậm chức. Mục tiêu nhiệm vụ là đánh chết nghề nghiệp tà ác ẩn núp ở tiểu khu Sùng Hoa thành phố Kim Sơn cùng với bất luận kẻ nào chạy tới cứu viện. Thái trưởng lão đây là ý không ở trong lời nha. Sóng dữ vô tình thấp giọng cảm khái. Người nào sẽ đến cứu viện? Săn giết đám con chuột thối trong mương rãnh này có thể dẫn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là tin tức ám dạ Mân Côi truyền ra. Mục tiêu thật sự của Thái trưởng lão là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì không dọa lui hắn. Lại bảo đảm xác suất thành công của hành động. Thái trưởng lão lần này sắp xếp 3 vị chúa tể, trong đó 2 vị ẩn núp, ở dưới bí ẩn thêm vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt không có khả năng sớm phát hiện. Đợi sau khi kẻ này hiện thân, lại cùng nhau ra tay. Đến lúc đó, lấy câu kết nghề nghiệp tà ác, quấy nhiễu nhân viên chấp pháp phá án làm lý do, trực tiếp giết chết hắn. Minh chủ cũng không bắt lỗi được, thân thể sóng dữ vô tình nhanh chóng hóa sương mù, sương mù trắng xóa bay về phía tiểu khu Sùng Hoa cách đó không xa. Trong phòng ngủ, 2 cái bàn song song, 2 máy tính sát nhau. Móa, lại thua rồi. Khâu Bắc Nguyệt phẫn nộ ném chuột, tức giận nhìn nhóc mập bên. Người, chơi game cũng không chuyên tâm, cậu là phế vật sao? Lão đại, cái này không phải chính anh phiêu quá mà thua sao? Cầm xạ thủ không đánh trụ, đi rừng không đoàn chiến, thuận gió thì phiêu ngược gió thì chạy, đồng đội chửi liền tặng trụ. Nhóc mập ấm ức nói, sao có thể trách tôi? Khâu Bắc Nguyệt nhắm vào đầu của hắn gõ một phát, cậu còn dám cãi, cậu còn dám cãi. Hắn hầm hừ đứng dậy, tôi đi lấy phòng khách lấy nước trái cây, cậu uống cái gì? Từ sau khi Vô Ngân đại sư bế quan, Tiểu Viên liền nghe theo chỉ lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cho 2 người bọn họ đi ra ngoài ship hàng nữa. Cô ca, nhóc mập không chút do dự nói. Khâu Bắc Nguyệt lập tức ra ngoài, đi tới cửa lại quay về, chưa hết giận ký đầu 2 phát, nói, đêm nay suốt đêm,
cậu đánh hẳn hoi cho tôi, nếu thua nữa, phạt cậu làm bữa ăn khuya. Khâu Bắc Nguyệt lẩm bẩm đi phòng khách, trong phòng khách một mảng tối đen, phòng hắn cùng nhóc mập ở phía bắc, phòng Tiểu Viên cùng Triệu Hân Đồng ở phía nam, ở giữa cách phòng khách. Hắn gần đây cảm thấy, ở mãi nơi này cũng không tệ. Buổi tối mỗi ngày đều có thể chơi game với huynh đệ, ra cửa có thể thấy cửa phòng Tiểu Viên, Triệu Hân Đồng con bé kia có bệnh sạch sẽ, vệ sinh trong nhà đều thuộc về cô, làm việc rất nhanh nhẹn. Hắn rất quý trọng cuộc sống bây giờ, cũng hy vọng có thể kéo dài mãi. Khâu Bắc Nguyệt tới trước tủ lạnh, đang muốn mở tủ lạnh, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng đối diện truyền đến tiếng Triệu Hân Đồng ho khàn cả giọng. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2124, Phật Đà mở mắt ba. Hả, con bé này sinh bệnh rồi, Khâu Bắc Nguyệt theo bản năng nghĩ, ngay sau đó, trong phòng Tiểu Viên cũng truyền đến tiếng ho khan. Bịch, phía sau truyền đến tiếng ngã xuống đất, Khâu Bắc Nguyệt ngạc nhiên quay đầu, thấy nhóc mập ngã cắm xuống đất. Hấp hối, hắn chỉ độn nữa cũng ý thức được tình huống không đúng, cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt ngưng trọng, thấy một bóng đen ngồi ở sofa phòng khách. Thể chất không tệ, tựa như là yêu mê hoặc. Bóng người trên sofa phòng khách mỉm cười nói, ngươi. Khâu Bắc Nguyệt kinh hãi, theo bản năng từ ô vật phẩm lấy ra vũ khí. Cụ khụ. Hắn ôm cổ, bắt đầu dùng sức ho khan, đầu tiên là trán nóng bỏng, sau đó là váng đầu, nôn mửa. Cảm giác này khiến hắn nhớ tới tình huống lúc còn nhỏ ăn đồ hư, phát sốt. Dầm, vũ khí trong tay rơi xuống. Khâu Bắc Nguyệt dựa vào tủ lạnh, chậm rãi gục ngã. Hắn gian nan nhìn về phía phòng Tiểu Viên, thanh âm suy yếu khàn khàn kêu lên, Tiểu Viên, đi mau. Trong phòng, Tiểu Viên cố chống đỡ rời giường, dùng hết toàn lực bóp nát nhập mộng ngọc phù, bên giường là điện thoại di động rơi vỡ. Cô tuyệt đối sẽ không hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu cứu nữa. Trong một gian phòng khác, Triệu Hân Đồng hai tay run rẩy lấy ra điện thoại di động dưới gối, lúc ý thức mơ hồ, gọi điện thoại di động cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ảo cảnh, Vô Ngân Đại Sư một tay nâng trái tim, một tay bấm tràng hạt, miệng tụng kim cương kinh, ở sau đầu hắn là một vầng mặt trời nóng rực mãnh liệt trong suốt. Hào quang màu vàng tinh thuần lại bá đạo, mang oán linh trên bầu trời lao xuống bốc hơi hết. Nhật chi thần lực là lực lượng bá đạo nhất thế gian. Bài xích linh lực tất cả thuộc tính, không chịu bất cứ pháp thuật nào ảnh hưởng. Bởi vậy, cho dù là bí ẩn của Thái Âm Bổn Nguyên, cũng không cách nào lau đi sự tồn tại của Nhật Chi Thần Lực. Có thể đánh bại Nhật Chi Thần Lực, chỉ có Nhật Chi Thần Lực, giáo chủ Nam Phái đương nhiên cũng có thể huyễn hóa ra mặt trời mạnh hơn nữa. Nhưng đặc tính bài ngoại của mặt trời chói chang là chẳng phân biệt địch ta. Tương đương biến tướng trợ giúp vãng sự vô ngân. Trong tầng mây vầng trăng lẳng lặng treo cao, lực lượng thái âm, điên cuồng nảy sinh, thai nghén ra vô cùng vô tận oán linh, bốc hơi lên một đợt rồi lại một đợt, đến cuối cùng biến thành so đấu linh lực. Ai linh lực khô kiệt trước, người đó liền bại vong. Nhưng, trái tim trong lòng bàn tay Vô Ngân Đại Sư, tối đen dần dần nhạt đi, màu máu chiếm cứ thượng phong. Hắn sắp áp chế tà niệm trong quả cầu màu đen, chờ trái tim hoàn toàn khôi phục màu máu, hắn sẽ trở thành huyễn thần. Hơn nữa là huyễn thần có thể áp chế tà niệm. Mặc kệ là linh thác hay giáo chủ Nam Phái, đều chưa sốt ruột, một người so đấu tiêu hao, một người lẳng lặng ẩn núp. Lúc này, Vô Ngân Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Hắn cảm ứng được Tiểu Viên xin giúp đỡ, nhưng khi hắn muốn theo tin tức đó nhìn qua, liên hệ giữa hắn cùng nhập mộng ngọc phù bị che chắn. Lúc này, trong hư không cõi nào đó, mới truyền đến giọng nói cổ quái khó phân biệt nam nữ của giáo chủ Nam Phái, mang theo ý cười lạnh lùng, ngươi thực cho rằng mình có thể thắng. Vậy cũng quá xem thường năng lực bố cục của Thái Âm Chi Chủ rồi. Vãng sự vô ngân, muốn xem một chút kết cục đồ tử đồ tôn của ngươi không? Vừa dứt lời, trong hư không hiện lên một vài hình ảnh, đó là cảnh tượng nhân gian lưu lãng khách bị một súng xuyên táo, là hình ảnh gương tốt cho người bị đâm thủng trái tim. Là hình ảnh Điềm Tâm Hồng Ma bị lửa nóng thiêu thân hóa thành than đen, là hình ảnh Dì Phương bị chém đầu, là hình ảnh Lâm Sung ở trong mộng đau đớn chết đi. Trái tim trong lòng bàn tay Vô Ngân Đại Sư nhanh chóng hắc hóa, bức kim Phật từ đầu tới cuối đều tồn tại kia đã mở mắt. Trong mắt không còn từ bi nữa, sát ý ngập trời. Vô Ngân Đại Sư thần thái phát điên, ngẩng đầu rít gào, linh thác.
Trong mây đen cuồn cuộn truyền đến một tiếng cười khẽ. Kinh thành. Trong hí viện phong cách phục cổ nào đó, thái trưởng lão đứng ở trên đài quan sát hình thang cao cao. Nhìn, sân khấu kịch không có một bóng người, cao giọng nói, cung chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo, vãng sự Vô Ngân tấn thăng Huyễn Thần thất bại, sắp phát điên rồi. Vì an nguy của dân chúng vô tội của thành phố Kim Sơn, mời ngài ra tay, đánh chết tên giặc này. Sau màn che sân khấu kịch, truyền đến thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người, biết rồi, nhà cũ Tạ gia. Trương Nguyên Thanh cua no rượu say, khoác vai với Tạ Tô, chuyện trò vui vẻ cùng Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, chờ cháu trốn một tháng, trốn xong rồi liền đi ra lấy nha đầu Tạ gia các người, cháu muốn cưới 10 người. Uống nhiều rồi, Tạ Tô vỗ bả vai chuẩn con rể, Tạ gia, cháu chỉ có thể cưới Linh Hy. Đây là nhạc phụ không đúng, dì Tạ xinh đẹp như vậy, ngài sao không sinh thêm mấy khuê nữ, đến lúc đó đều gả cho cháu. Trương Nguyên Thành nói. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2125, chỉ mảnh treo chuông một. Tạ Tô trầm mặc một chút, ghét bỏ đẩy hắn ra, Linh Hy nói cháu là người đàn ông chuyên nhất, con bé này mắt mù rồi, quả nhiên thiếu lịch duyệt xã hội. Lão Tổ Tông liền răn dạy Tằng Tôn, đại trưởng phu ba vợ bốn nàng hầu, tội gì? Trương Nguyên Thanh nâng chén, vẫn là Lão Tổ Tông nói chuyện xuôi tai, Lão Tổ Tông uống rượu, uống xong chén này cháu trở về hiện thực. Lúc này, điện thoại di động trong túi hắn vang lên, người gọi tới, Triệu Hân Đồng. Trên sân khấu kịch, một vị hoa đán mặc quần áo biểu diễn hoa mỹ chậm rãi hiện lên, tay cô tạo thành lan hoa chỉ, mắt phượng sáng ngời có thần. Chăm chú nhìn thái trưởng lão trên khán đài, thanh âm uyển chuyển mềm mại đáng yêu, vãng sự Vô Ngân trùng kích bán thần thất bại, vì sao bây giờ mới nói? Thái trưởng lão khom người nói, thuộc hạ cũng là vừa mới nhận được tin tức. Vừa dứt lời, khom người cúi đầu, lão thấy trong tầm nhìn xuất hiện, làn váy hoa mỹ, ngay sau đó, cằm liền bị một ngón tay búp măng nâng lên. Vô thanh vô tức, thủy thần cung chủ từ sân khấu kịch thuấn di đến trước người thái trưởng lão. Thú vị, tôi vừa mới dùng đạo cụ tính một quẻ, quẻ tượng tất cả bình thường, ông là như thế nào biết vãng sự Vô Ngân trùng kích bán thần thất bại? Chẳng lẽ thái cầm hạc ông có thể nhìn thấu bí ẩn của thái âm? Khuôn mặt hoa đán tuyệt đẹp tô điểm son phấn kia mang theo ý cười tủm tỉm, quyến rũ, ánh mắt lại lạnh lẽo như nước. Thái cầm hạc, chơi trò tâm kế ở trước mặt tôi là chuyện rất ngu xuẩn, ông và tôi đều là người bạc tình, cũng là người thù dai. Lòng trong ngón tay trắng nõn của cô mơn trớn khuôn mặt thái trưởng lão, thản nhiên nói, phương thức báo thù của tôi bình thường là đưa người ta trở về linh cảnh. Thái trưởng lão vẻ mặt không thay đổi, nói thẳng, cung chủ, Linh Thác cùng giáo chủ Nam phái liên thủ đánh lén vãng sự Vô Ngân. Linh Thác đã mưu tính rất lâu, vãng sự Vô Ngân nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ngài nên ra tay, vật phẩm của Huyễn Thần không thể rơi vào trong tay Nam phái, bằng không lại là một tên tu la. Hơn nữa, vãng sự Vô Ngân một khi phát điên, dân chúng thành phố Kim Sơn chạy trời không khỏi nắng, chỉ có kính tượng thế giới của ngài có thể cách trở các bán thần ra ngoài hiện thực. Ở trước mặt bán thần, giấu giếm cùng tâm kế quả thật không có ý nghĩa, lão cũng không tính giấu giếm, nói thẳng, nói rõ lợi hại, sau đó để cung chủ tự mình làm quyết định. Vật phẩm cấp bán thần, tính mạng dân chúng thành phố Kim Sơn, hai thứ này đều là cung chủ không thể bỏ qua. Thái trưởng lão đoán chắc cung chủ nhất định sẽ ra tay, đây là dương mưu. Về phần tính kế bán thần đưa tới xử phạt, là nói sau. Đương nhiên, nếu cung chủ có thể đạt được vật phẩm cấp bán thần, hắn không những không có tội, còn có công vô cùng lớn. Theo thái trưởng lão thấy, Lý Nguyên Thủy Thiên Tôn kẻ thù giết cháu này chỉ là nhân tiện, tranh đoạt vật phẩm Huyễn Thần mới là chủ đề, ngũ hành minh không nhúng tay. Món vật phẩm Huyễn Thần kia của vãng sự Vô Ngân, cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong tay ám dạ Mân Côi cùng Nam phái. Thủy thần cung chủ hừ nhẹ một tiếng, trung đình chi chủ ngủ say, con tiểu bạch hổ kia đi dạo ở trong phó bản. Tôi sẽ cùng họ Khương xử lý việc này, về phần chút tâm tư nhỏ đó của ông, quay đầu sẽ tìm ông tính sổ. Thân thể của cô tiêu tán như bọt biển, giống như một ảo ảnh. Triệu Hân Đồng, cô bé này gọi điện cho mình làm gì? Trương Nguyên Thanh không tránh đi tổ tôn Tạ gia, thản nhiên bắt máy. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh âm suy yếu run rẩy của Triệu Hân Đồng vang lên, có chúa tể,
có chúa tể Quan Phương, chúng tôi bị phát hiện rồi, mau tới cứu mạng, chúng tôi ở nhà. Đô đô, đô đô. Trò chuyện gián đoạn, Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dại, men say ngà ngà nháy mắt biến mất. Ở nhà bị chúa tể Quan Phương tìm tới cửa. Chúa tể sẽ cho cô thời gian gọi điện thoại. Thái trưởng lão con mẹ nó muốn phục chế lại sự kiện máy bay mai phục. Hắn làm sao định vị được tiểu viên? Chỉ dựa vào camera theo dõi không có khả năng nhanh như vậy khóa mục tiêu bọn họ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, chỉ cảm thấy từng cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nói, tiền bối, bạn của tôi đã xảy ra chuyện, tôi muốn lập tức rời khỏi, tôi cần trợ giúp. Lão Tổ Tông nhíu lại chân mày mờ nhạt, nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, có chuyện nói thẳng, cậu xác định muốn đi sao, quên tử kiếp của mình rồi. Xác định, Trương Nguyên Thanh không có bất cứ sự do dự nào. Lão Tổ Tông khẽ lắc đầu, tình thâm không thọ, Tạ Tô, cháu đi cùng cậu ta một chuyến. Tạ Tô đứng dậy, vâng. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã lấy ra hộp diêm, liên tục đốt hai que, cầu nguyện nguyện vọng đạt, được hai khối ngọc phù truyền tống. Tiếp theo lấy ra mũ đỏ nhỏ, triệu hồi ra một âm thi cấp 4 cầu nguyện, đạt được khối ngọc phù truyền tống thứ 3. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2126, chỉ mảnh treo chuông 2. Sau đó, hắn triệu hồi đến phân thân ngoài sân, mang thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực, bộ trang bị tế trời cùng 3 cái ngọc phù truyền tống giao cho hắn. Nghĩ một chút, cân nhắc đến phân thân có thể cần giúp đỡ, lại mang quỷ tân nương cho đối phương. Nhanh đi cứu chàng, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chúa tể Quan Phương bày rõ muốn lợi dụng tiểu viên dẫn hắn ra tay, nay mục đích đạt tới, rất có thể hạ sát thủ đối với đám người tiểu viên, cho nên phải có một kẻ mạnh lập tức đến trợ giúp. Phân thân gật gật đầu, bóp nát ngọc phù truyền tống, hai người tâm ý tương thông, linh hồn đồng nguyên, không cần dặn dò cái gì. Nhìn phân thân biến mất, Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Tạ Tô, chú Tạ, đưa cháu đi tiểu khu Sùng Hoa thành phố Kim Sơn. Sở dĩ không dùng ngọc phù truyền tống là vì hai ngọc phù đó phải giữ lại cứu tiểu viên cùng Khấu Bắc Nguyệt. Tuy hắn cũng có thể dùng mũ đỏ nhỏ thu bọn họ lại, nhưng Trương Nguyên Thanh mơ hồ đã nhận ra sát kiếp buông xuống. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiểu viên cùng Khấu Bắc Nguyệt trong mũ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mũ đỏ nhỏ không thể thu nạp linh cảnh hành giả vượt qua cấp bậc của mình, Trương Nguyên Thanh bây giờ đã là cấp 6 đỉnh phong. Tạ Tô từ ô vật phẩm lấy ra một quả cầu tơ hồng, nắm chặt quả cầu tơ hồng thấp giọng lẩm bẩm, thành phố Kim Sơn tiểu khu Sùng Hoa. Dứt lời, một tay nắm đầu sợi, một tay kia mang quả cầu tơ hồng ném xa xa, tú cầu đỏ rơi xuống đất quay cuồng, lăn rồi lăn, lăn vào trong hư không, biến mất không thấy, chỉ để lại một sợi tơ hồng mảnh khảnh. Thành phố Kim Sơn cách thành phố Bàng Giải không xa, cầm tơ hồng, đi dọc theo nó, 2 phút là tới. Tạ Tô nắm tơ hồng, càng lúc càng xa, đi vào hư không. Trương Nguyên Thanh đè nén lo âu trong lòng, nắm tơ hồng lên, đi theo hắn biến mất ở trong hư không. Trong phòng, Triệu Hân Đồng tắt máy, cô biết thời gian của mình không nhiều nữa. Ở sau khi phát hiện sinh mệnh nguyên dịch không có tác dụng, cô liền ý thức được sinh mệnh sắp đi đến cuối. Cho nên cô tắt máy, cuối sinh mệnh, cô còn có việc khác phải làm. Triệu Hân Đồng gọi điện thoại cho ông nội. Từ nhỏ mất cha, ông nội chính là người hiểu rõ cô nhất, mẹ đẻ chán ghét cô, cha dượng ngược đãi cô, tính cách quái gở cũng khiến các bạn học không thích cô. Lời giáo viên thường thường treo ở bên miệng là, bọn họ mặc dù có sai, nhưng trò cũng cần ngẫm lại vấn đề của mình. Chỉ có ông nội coi cô là bảo bối, ông nội nói cô là tiểu thiên sứ. Điện thoại vang rất lâu, rốt cuộc bắt máy, alo, Đồng Đồng. Tiếng của ông nội vẫn ôn hòa hiền lành như cũ, nhưng cô gái trên giường đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng không nghe được nữa. Di ngôn của cô đến cuối cùng cũng chưa thể nói ra. Ông nội, nhân gian quá khổ, cháu sắp về thiên đường rồi. Khụ khụ, khụ khụ. Khâu Bắc Nguyệt ho khàn cả giọng, đầu óc choáng váng từng trận, ý thức càng lúc càng mơ hồ, virus đang ăn mòn thân thể hắn, khiến nội tạng hắn không ngừng suy kiệt. Vũ sư phóng thích ôn dịch, dễ dàng phá hủy cơ năng thân thể hắn. Khâu Bắc Nguyệt nửa bò nửa đi tới cửa phòng tiểu viên, lao lực vặn mở cửa phòng, thấy tiểu viên cuộn mình ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng, khí tức mỏng manh. Tiểu viên,
Khâu Bắc Nguyệt bị dọa khóc lên, dùng sức đẩy, giống như đứa nhỏ chân tay luống cuống. Tiểu Viên môi giật giật, gian nan mở miệng, xem bọn họ. Không cần nhìn nữa, trong phòng đã chết một tên khác cũng sắp chết. Hai người một, kẻ cấp bậc cao nhất, một cái thể chất tốt nhất, còn có thể chống đỡ một chút. Trong phòng khách truyền đến thanh âm nhàn nhã của đàn ông. Đồng Đồng đã chết, Khâu Bắc Nguyệt suy sụp ngồi. Tiểu Viên mặt lộ vẻ bi thương, cô nhìn về phía ngọc thạch màu đen vỡ vụn trong lòng bàn tay. Vô Ngân đại sư chưa phản hồi. Lão đại. Lúc này, trong phòng đối diện truyền đến nhóc mập suy yếu kêu gọi, hắn ngay cả khí lực động đậy cũng không còn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu gọi tuyệt vọng. Khâu Bắc Nguyệt kiệt lực bò về phía nhóc mập, người trên sofa phòng khách trái lại cũng không ngăn trở, nhìn như mèo vờn chuột. Lương Thần, tôi đây. Khâu Bắc Nguyệt cầm tay hắn. Nhóc mập gian nan mở mắt, phát ra thanh âm suy yếu khàn khàn. Lão đại cứu tôi. Tôi sẽ. Khâu Bắc Nguyệt run rẩy lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, khẩn trương quay đầu nhìn cửa một cái. Thấy chúa tể quan phương kia chưa đi vào, hắn vẻ mặt khẩn trương tiêm sinh mệnh nguyên dịch vào trong cơ thể nhóc mập. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng bọn họ, một người một ống, sinh mệnh nguyên dịch nén cực kỳ hiếm thấy. Đó là pha loãng, ở quan phương cũng là vật tư chiến lược. Nhưng mà, thân thể nhóc mập chưa có gì biến hóa, trong mắt đồng quang dần dần u ám. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2127, chỉ mảnh treo chuông ba. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khâu Bắc Nguyệt khẩn trương, quính lên liền ho khan, ho tới mức mắt răng kín tơ máu, giống bệnh nhân phổi giai đoạn cuối. Trong phòng khách truyền đến một tiếng cười nhạo. Virus của hắn, nào phải sinh mệnh nguyên dịch có thể cứu chữa. Hào quang trong mắt Khâu Bắc Nguyệt tối đi, ngược lại là nhóc mập con mắt xám xịt vậy mà lại một lần nữa dấy lên ánh sáng. Lão đại, thời gian của tôi không nhiều nữa, anh nghe tôi nói. Nhóc mập nhìn hắn, nhìn rất chuyên chú, rất nghiêm túc, trong thanh âm của hắn có lực lượng, tôi cảm ứng được, ta cảm ứng được cảm xúc của hắn, hắn là hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Hắn sẽ không lập tức giết sạch chúng ta, đây là hy vọng duy nhất của anh với Tiểu Viên, cô ấy cấp bậc cao nhất, anh thể chất mạnh nhất, các người sẽ không lập tức chết. Đợi lát nữa, tôi sẽ bám trụ hắn, tôi có thể cầm chân hắn 2 giây, sau đó, anh lập tức mang theo Tiểu Viên đi. Không thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây nữa, họ Thái sẽ không bỏ qua cho hắn. Nội tạng hắn đã suy kiệt, còn có thể nói nhiều như vậy, đại khái là hồi quang phản chiếu. Đôi mắt Khâu Bắc Nguyệt đỏ rực, phải chết cùng chết. Lão đại, trước nay đều là tôi nghe anh, lần này, anh nghe tôi một lần. Nhóc mập chống đỡ người dậy, thất tha thất thểu chạy ra ngoài, anh cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, xin lỗi. Tôi không phải cố ý tiết lộ tin tức của mọi người. Hắn vẫn luôn rất để ý chuyện này. Hắn chạy ra khỏi phòng, giống như chiến sĩ bi tráng, hướng tới kẻ địch không thể chiến thắng khởi xướng xung phong. Dầm, vừa lao ra khỏi phòng, thân thể Lương Thần chọn chủ mà thí liền vô lực ngã xuống, biến thành một thi thể. Nhưng linh hồn bất khuất giải thoát thể xác trói buộc, linh thể của nhóc mập vừa hiện lên, liền đưa tay lấy ra một con búp bê vải xấu xí, mắt búp bê vải là chữ X đơn sơ. Miệng là một đường thẳng. Đây là đòn sát thủ của hắn, tiêu hao phẩm đạt được trong một cái phó bản thánh giả cấp A là đồng tử nguyền rủa. Nó có thể phóng ra nguyền rủa đáng sợ, cho dù là chúa tể cũng đừng nghĩ bình yên vô sự, nhưng trả giá của nguyền rủa là sinh mệnh. Ta lấy linh hồn nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán giống ta, không được chết tử tế. Lương Thần chọn chủ mà thí lạnh lùng nói, miệng đồng tử nguyền rủa bỗng mở ra. Một hơi nuốt vào linh hồn Lương Thần chọn chủ mà thí. Ngay sau đó, trên người búp bê vải dâng lên ngọn lửa màu đen, nhanh chóng đốt cháy thành tro tàn. Một giây sau, trên người sóng dữ vô tình bốc lên ngọn lửa màu đen, thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt linh hồn. Khâu Bắc Nguyệt nước mắt rơi như mưa, bất chấp bi thương, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, cúi người nhặt lên vũ khí rơi dưới đất, kích hoạt năng lực kho máu của vũ khí. Yêu mê hoặc khát máu cuồng bạo, hắn tạm thời áp chế ảnh hưởng xấu bệnh tật mang đến, như bò tót phá vỡ phòng Tiểu Viên. Ở cửa thấy cô hơi thở mong manh, hôn mê bất tỉnh.
Khâu Bắc Nguyệt lập tức ôm lấy Tiểu Viên, vẻ mặt nổi hung lao về phía ban công, hướng ra ngoài tòa nhà nhảy xuống. Nhưng mà, hắn đụng vào một tầng mô mỏng vô hình. Tầng mô mỏng đó do nước cấu thành, bịt lại ban công, mắt thường khó thấy, chỉ có khi đụng vào mới có thể hiện ra. Khâu Bắc Nguyệt và Tiểu Viên bị bắn trở về, song song ngã xuống đất. Tiểu Viên lặng lẽ tỉnh lại, buồn cười. Tiếng sóng dữ vô tình từ phòng khách truyền đến, hắn đã dập tắt lửa trên người, cái gọi là đòn sát thủ. Một thánh giả cấp 4 hiến tế sinh mệnh chế tạo nguyên rủa cũng chỉ khiến hắn đau vài giây mà thôi, là cái gì cho ngươi cảm giác, ta sẽ quên phong tỏa nơi ở. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu viện là được, đương nhiên, các ngươi có lẽ không sống đến lúc đó. Vẻ mặt Khấu Bắc Nguyệt đầy tuyệt vọng. Ý thức của Tiểu Viên càng lúc càng mơ hồ, nhịp tim càng lúc càng thong thả, thể trạng của thông linh sư tự nhiên không thể đánh đồng với yêu mê hoặc. Cô đã ngửi được khí tức thần chết, chuyện cũ ở giờ khắc này hiện lên như đèn kéo quân, nhìn lại cả đời, có quá nhiều không cam lòng cùng tiếc nuối, có quá nhiều oán giận cùng thù hận. Nhưng ở sau khi gặp được hắn, lệ khí trong lòng liền dần dần bình ổn. Buổi tối ngày đó, nếu giữ hắn qua đêm, thì tốt rồi. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng ngủ, đi giày vàng tươi, thân khoác pháp bảo hoa mỹ, hông đeo đai ngọc màu xanh. Rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khâu Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thứ cuồn cuộn trong lòng không phải hy vọng, vui sướng, mà là ấm ức cùng bi thương. Tựa như đứa nhỏ bị bắt nạt gặp được người lớn trong nhà, nước mắt tràn mi mà ra. Thiếu niên 17 tuổi này đau đớn khóc thành tiếng, mặt đầy nước mắt, nức nở nói, lương thần đã chết, đồng đồng đã chết. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2128, bao vây 1. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía phòng khách, nhìn về phía phòng cách vách, trong mắt hiện lên một mảng bi thương, xin lỗi, tôi đã tới muộn. Tuy hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, nhóc mập láu cá nhát gan kia đã trở về linh cảnh. Cả đời hắn bị hủy bởi bạo lực, cuối cùng cũng chết bởi bạo lực. Triệu Hân Đồng cũng đã chết, cô còn chưa trưởng thành, cô còn chưa kịp chữa khỏi bóng ma thời thơ ấu lưu lại, cứ như vậy đi thiên đường rồi. Nếu trên đời có thiên đường, hy vọng nơi đó không có ngược đãi cùng kỳ thị. Khâu Bắc Nguyệt khóc nói, Tiểu Viên, mau cứu cô ấy cũng sắp chết rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, từ trong lòng Khâu Bắc Nguyệt tiếp nhận Tiểu Viên, sờ mạch đập, đã biến mất, trái tim cũng dừng nhảy lên. Virus đã xâm nhiễm lục phủ ngũ tạng, đoạt đi sinh cơ, nội tạng mục nát, cũng may trong thân thể hủ bại còn sót lại một tia sinh cơ, cô vừa chết không lâu. Trương Nguyên Thanh lập tức kích hoạt kỹ năng thanh đế trường sinh thuật của đai lưng, ánh sáng xanh lục nhu hòa cường thịnh tẩy rửa thân thể Tiểu Viên, rót vào hoạt tính cho thân thể dầu hết đèn tắt này. Đai ngọc, thanh đế là đạo cụ phẩm chất chúa tể, trường sinh thuật chẳng những có thể tự lành thương bệnh, độc tố, còn có thể khiến thể lực khôi phục đỉnh phong, là kỹ năng khôi phục so với sinh mệnh nguyên dịch nén càng mạnh hơn. Ở dưới sự khẩn trương nhìn chăm chú của hắn, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Viên khôi phục hồng hào, trái tim vững vàng. Lông mi cô run rẩy, sau đó mở mắt ra, phát hiện mình ở trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hốc mắt cô đỏ lên. Muôn ngàn lời nói trào lên trong lòng, lại nghẹn ở cổ, cuối cùng hóa thành nước mắt tuôn trào. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ phun ra một hơi, ôm chặt cô, như là ôm bảo bối mất rồi lại có được. Hắn rất nhanh lại buông ra Tiểu Viên, lấy ra hai ngọc phù truyền tống đưa cho bọn họ. Không có vẻ mặt không có tình cảm nói, truyền tống rời khỏi, nơi này giao cho tôi sẽ cho các người một cái công đạo. Khâu Bắc Nguyệt và Tiểu Viên biết tình huống khẩn cấp, không phải lúc nói chuyện, lại càng không phải nơi phát tiết cảm xúc. Song song tiếp nhận ngọc phù truyền tống, bóp nát rác. Ngọc phù hóa thành bột phấn bay xuống, hai người ngưng lại tại chỗ, vẫn chưa rời khỏi. Xem ra đạo cụ truyền tống của cậu là giai đoạn thánh giả, thư ký Chu dự phán không sai. Một người đàn ông đã đi tới, đứng ở cửa phòng, trong lòng bàn tay cầm một quả cầu thủy tinh. Mô hình thu nhỏ trong quả cầu thủy tinh chính là căn hộ này, thậm chí còn có con rối thu nhỏ của mọi người ở đây. Đây là một món đạo cụ cấp chúa tể, phẩm chất thấp, công năng cũng đơn nhất. Nó có thể mang sân bãi cố định thu vào trong quả cầu thủy tinh,
hình thành một cái không gian phong bế cấp chúa tể, thời hạn là 10 phút. Trong 10 phút, chỉ có người được hắn cho phép mới có thể ra vào. Đây là chuyên môn dùng để khắc chế đạo cụ truyền tống của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một trận chiến thập vạn đại sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bại, lộ sự thật hắn có được đạo cụ truyền tống, mà đạo cụ truyền tống thưa thớt, phổ biến đều ở giai đoạn thánh giả, đạo cụ truyền tống phẩm chất chúa tể, hầu như tuyệt tích. Bởi vậy thư ký Chu tự mình chọn đạo cụ này cho sóng dữ vô tình. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chó của Thái Cầm Hạc, hướng đến ta. Hắn không tự giác siết chặt nắm tay, không đoán sai, lần hành động này của Quan Phương, mục tiêu thật sự là hắn, Thái Cầm Hạc muốn ra tay đối với hắn. Triệu Hân Đồng và Lương Thần chọn chủ mà thí là bị hắn liên lụy mà chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sóng dữ vô tình kéo quả cầu thủy tinh, chưa lập tức ra tay, dựa theo kế hoạch ban đầu, vừa âm thầm phát tán ôn dịch, vừa trầm giọng chất vấn, ngươi quấy nhiễu chấp pháp, ý đồ bao che nghề nghiệp tà ác, bây giờ bó tay chịu trói, theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán, thập lão lòng dạ nhân hậu, có lẽ có thể miễn ngươi tội chết. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn hắn, đây là di ngôn của ngươi. Nơi đây đã bị phong cấm, vị vũ sư này chính là tới giết hắn, bó tay chịu trói tương đương ghé cổ lên để người ta giết. Ngu xuẩn cố chấp. Sóng dữ vô tình thản nhiên nói, ngươi có phải cảm thấy mình thiên tư trác tuyệt thì có thể một lần lại một lần đụng vào điểm mấu chốt của Ngũ Hành Minh hay không? Ngươi đã quyết định phản bội Ngũ Hành Minh, vậy ta liền dựa theo luật pháp, xử ngươi để pháp luật được thực thi. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cúi người, kịch liệt ho khan, ho sắc mặt đỏ bừng. Hắn bị lây bệnh. Tiếng long ngâm réo rắt to rõ vang lên ở bên tai ba người Trương Nguyên Thanh, chấn động bọn họ linh đài trống rỗng, ý niệm không còn. Long ngâm của vũ sư đã có thể bài trừ hư vọng, cũng có thể trấn nhĩ phát hội. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2129, Bao Vây 2. Sóng dữ, vô tình bắt lấy cơ hội, bấm tay bắn ra một giọt nước hóa thành mưa to, mang theo động năng xuyên thấu tấm thép, bao phủ ba người. Đối với vũ sư mà nói, một giọt nước có thể là viên đạn súng bắn tỉa. Bốp bốp bốp. Hạt mưa dồn dập vang dội đánh lên trên màn ánh sáng màu vàng đất dày nặng. Sau màn ánh sáng, Trương Nguyên Thanh kích hoạt thẻ thể nghiệm, vẻ mặt dần dần dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm sóng dữ vô tình, nhếch khóe miệng. Ta thích loại cảm xúc phẫn nộ cùng oán hận này, cho dù là đến từ chính ta, bởi vì nó sẽ chống đỡ ta, giết sạch kẻ thù trong thiên hạ, không tha một ai, liền từ ngươi bắt đầu. So sánh với trước đó điên cuồng, một lần này, trong ánh mắt hắn có thêm một mảng bi thương, còn có lửa giận. Hắn mở ra hiệu quả đặc biệt của bộ trang bị tế trời, áo đen khoác lên người, vung lửa thành áo bào, chân đạp mây vàng, eo quấn hào quang xanh lục. Bộ trang bị tế trời cùng ngũ hành linh lực, tăng thêm lẫn nhau. Uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, mang đến run rẩy ở chỗ sâu trong linh hồn. Trong lòng sóng dữ vô tình không hiểu sao dâng lên sự sợ hãi, giống như gặp thiên địch. Linh lực thuộc tính thủy trong cơ thể vậy mà lại xuất hiện hiện tượng vận chuyển chậm chạp. Bộ trang bị tế trời cùng ngũ hành linh lực không có tác dụng đối với nghề nghiệp khác, nhưng đối với năm đại nghề nghiệp kim mộc thủy hỏa thổ có sự khắc chế thiên nhiên. Trương Nguyên Thanh hướng phía sau nâng bàn tay, nhắm ngay Tiểu Viên cùng Khấu Bắc Nguyệt, nhẹ nhàng bóp. Linh lực màu vàng đất ngưng tụ thành bốn vách tường, bao phủ hai người ở trong đó. Tường đất đã có phòng ngự cường đại che chở hai người không chịu dư âm chiến đấu thương tổn, lại có thể cách trở virus truyền bá, làm bọn họ ở trong một hoàn cảnh vô khuẩn. Khó trách Thái trưởng lão muốn đạt được bộ trang bị tế trời, gom đủ nó, Thái trưởng lão sẽ là kẻ đứng đầu thập. Lão, có lẽ có thể gọi nhịp với minh chủ. Trong lòng sóng dữ vô tình dùng mình, nhanh chóng lui về phía sau. Linh lực gặp áp chế, hắn cũng không bối rối, vẫn thong dong chấn định. Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo nói, sớm biết ngươi có thể đánh với chúa tể, ngươi cho rằng người đến thành phố Kim Sơn cũng chỉ có ta. Ngoài tiểu khu, quả cầu tơ hồng từ trong hư không lăn ra, Tạ Tô cùng Trương Nguyên Thanh dọc theo phương hướng quả cầu tơ hồng lăn ra, một trước một sau bước ra khỏi hư không, buông xuống hiện thực. Hai người vừa hiện thân, Tạ Tô liền hướng ánh mắt về phía bầu trời. Hai luồng hơi nước màu trắng dày đặc từ nơi xa bay tới, nhìn như thong thả, thực ra cực nhanh, trong chớp mắt đã tới. Tuy Ngũ Hành Minh đã dung hợp hơn 20 năm,
quan phương hành giả tầng trung tầng dưới quan niệm bang phái mỏng manh, nhưng ở tầng cấp chúa tể, vẫn như cũ duy trì thói quen năm đó. Bởi vậy, tâm phúc của Thái trưởng lão cơ bản đều là người thủy thần cung, cửu lão còn lại cũng như thế. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, bọn họ là tới giết cháu, chú tạ, cháu đi giúp phân thân của cháu, chú ngăn trở bọn họ, 10 phút là đủ rồi. Tiểu viên cùng Khấu Bắc Nguyệt còn ở trong cấm chế, phân thân thiếu đạo cụ phá giáp, chỉ dựa vào kiếm khí rất khó đánh nát bức tường đạo cụ cấp chúa tể, hắn phải tự mình đi một chuyến. Tiếp tục kéo dài, tiểu viên cùng Khấu Bắc Nguyệt không đi nổi nữa. Tạ Tô quay đầu liếc hắn một cái, không biết bắt đầu từ khi nào, vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã âm trầm u ám đáng sợ. Hắn chưa hỏi, nhưng đại khái đã đoán được nguyên nhân. Tạ Tô khẽ gật đầu, trịnh trọng cảnh báo, cứu được người liền rút lui, đừng quản trưởng lão bên trong, hiểu chưa? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại, hóa thành ánh sao tiêu tán. Một lần này, hắn chưa búng vang ngón tay mang tính giải trí. Phòng chỉ huy phong bế, thư ký Chu nhìn chằm chằm tấm màn hình chiếu, thông qua máy bay không người, lái truyền về hình ảnh, thấy được bóng dáng Tạ Tô và Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở tiểu khu Sùng Hoa. Tạ Tô sao lại đến đây? Vẻ mặt thư ký Chu biến đổi. Hắn lập tức cầm lên điện thoại di động, gọi điện thoại cho trợ lý, trầm giọng nói, gọi điện thoại cho Tạ Tô, bảo hắn cút về Tạ gia, dám nhúng tay chuyện này, vị trí gia chủ của hắn liền hết rồi. Mặt khác, lập tức phái. Lúc này điều động tâm phúc trong trận doanh hiển nhiên không thực tế, lại nói, không có công tác tư tưởng trước sự việc, dù là tâm phúc cũng không dám giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tạm dừng một chút, thư ký Chu giật mình, sửa lời nói, thông báo toàn bộ trưởng lão phân bộ thành phố Bàng Giải, phân bộ Tùng Hải, lập tức chạy tới thành phố Kim Sơn khu Sùng Hoa, trong 10 phút nhất định phải đến. Thời gian cấm chế của quả cầu thủy tinh chỉ có 10 phút. Tạ Tô nhìn hai luồng xương trắng bay tới, cao giọng nói, hai vị trưởng lão, xin dừng bước. Trong thanh âm ẩn chứa thôi miên của nhạc sĩ, khiến hai vũ sư trong xương trắng ngừng lại. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2130, bao vây bà. Nhưng ở một giây sau, long ngâm réo rắt chấn động bầu trời đêm, bài trừ thôi miên. Thấy thế, yết hầu Tạ Tô lăn một vòng, phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non to rõ. Tiếng khóc quanh quẩn từng lần một, truyền vào xương trắng, rất nhanh, trong xương trắng cũng truyền ra tiếng khóc. Xương trắng tan đi, hai vũ sư hiện ra thân hình, một trung niên, một lão niên, hai người đều là bụng nhô lên cao cao, truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non. Theo bụng càng lúc càng lớn, khí tức hai chúa tể nhanh chóng trượt xuống. Hừ. Trung niên vũ sư hừ lạnh một tiếng, Tạ Tô, ngươi cũng muốn cấu kết nghề nghiệp tà ác, là địch với quan phương. Tạ gia biết chuyện ngươi làm không? Khi nói chuyện, thân thể hai chúa tể hóa thành dòng nước trong suốt, khiến thai nhi trong bụng rơi xuống, thai nhi chưa rơi xuống đất, đã bị dòng nước quấn lấy, tiêu hóa hấp thu. Đều là chúa tể, không có ai yếu cả, rất khó thông qua một cái kỹ năng đã chế trụ bọn họ. Nhưng Tạ Tô không chút hoảng hốt, thân là nhạc sĩ, trừ kỹ năng lĩnh vực sinh mệnh, hắn còn có tơ hồng cùng mị lực. Tạ Tô vươn hai tay, nhón ở giữa không trung, giống như kẹp lấy cái gì. Hắn kẹp lấy hai sợi nào đó, buộc chúng nó ở cổ tay mình, dẫn tơ hồng. Hắn dẫn tơ hồng hai chúa tể ở trên người mình, cái này sẽ làm ba bên sinh ra hảo cảm mãnh liệt, thậm chí tình yêu, lại phối hợp nhạc sĩ tăng thêm sức quyến rũ, liên hoàn chí mạng nói thành là thành. Đáng giá nhắc tới, làm kỹ năng giữ mạng mạnh nhất của nghề nghiệp nhạc sĩ, tơ hồng khác với tà ma hư ảo, là tình cảm bản chất nhất của nhân loại, long ngâm không thể xua tan. Hai chúa tể chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian tơ hồng trôi qua. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở ngoài cửa phòng trộm, sắc mặt âm trầm triệu hồi ra chùy tử lôi, lấy ra nhẫn thợ khéo đeo lên, vung chùy bí đỏ hướng về cửa phòng trộm cho một phát. Cửa phòng trộm trực tiếp hóa thành bột phấn, nhưng một tầng lồng phòng hộ dạng thủy tinh chặn quả bí đỏ nhỏ. Trương Nguyên Thanh vung một chùy lại một chùy, vung tới mức cánh tay sưng đỏ, vung tới mức khuôn mặt tím đỏ, cái trán nổi gân xanh. Rốt cuộc, rắc một tiếng, vòng bảo hộ thủy tinh theo tiếng mà vỡ vụn, cấm chế bao phủ căn hộ lớn bị đánh vỡ. Năng lực cộng hưởng của chùy tử lôi chuyên phá đạo cụ chúa tể phẩm chất bình thường căn bản không chịu nổi đập. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao tiêu tán,
vòng qua phòng khách kịch liệt chiến đấu, tới phòng ngủ chính, hai chùy đập vỡ tường đất. Theo tiếng khối đất sụp đổ rầm, hắn thấy Khấu Bắc Nguyệt ngồi bệt dưới đất, cùng với Tiểu Viên ngồi xếp bằng. Cấm chế bị đánh vỡ rồi, rời khỏi nơi này. Trương Nguyên Thành thúc giục, đến một nơi không ai có thể tìm được, trốn đi. Tiểu Viên đỡ Khấu Bắc Nguyệt đứng dậy, mắt chăm chú nhìn qua, trong ánh mắt ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp. Đi, Trương Nguyên Thành lạnh lùng thúc giục. Tiểu Viên nhanh chóng hóa thân cô gái ong, xách Khấu Bắc Nguyệt lên, dùng đôi cánh, lao ra khỏi ban công, ở trong tiếng vỗ cánh ong ong đi xa. Nàng vừa rời khỏi, ngoài tiểu khu liền truyền đến tiếng súng kịch liệt. Hiển nhiên là quan phương hành giả mai phục ở bốn phía phát hiện có người thoát đi, ý đồ nổ súng bắn tỉa, nhưng viên đạn là theo không kịp tốc độ của Tiểu Viên. Cho dù là thám báo, cũng không có khả năng ở trong bóng đêm bắn tỉa được một chiếc máy bay chiến đấu lướt qua trong nháy mắt. Tiểu Viên mới vừa đi, tường khí màu vàng đất liền bao phủ căn hộ này, một lần nữa hình thành cấm chế. Khác với vừa rồi là, bây giờ là hai nguyên thủy thiên tôn đóng cửa đánh chó. Trương Nguyên Thanh rất nhanh lao ra khỏi phòng ngủ chính, tới phòng khách một mảng hỗn độn. Như là vừa bị cơn lốc đảo qua, toàn bộ đồ gia dụng đều thành mảnh vỡ, vòi nước nhà vệ sinh, nhà bếp phun trào bọt nước. Nước đọng tràn qua mu bàn chân, hai dòng nước ngưng tụ thành hình người, ở trong nước truy đuổi, khi thì lao ra khỏi mặt nước, khi thì chui xuống nước. Cảm xúc sợ hãi nổ tung trong lòng sóng dữ vô tình, hắn không ngờ mình sẽ thua nhanh như vậy, kỹ năng hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả đều biết. Kỹ năng hắn không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết. Chiến đấu với kẻ này, giống như chiến đấu cùng chúa tể năm đại nghề nghiệp chủ lưu hợp pháp, căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Vừa giao thủ, hắn đã thiếu chút nữa bị xoáy khí đáng sợ rút cạn linh lực, kỹ năng kính tượng cấp chúa tể cứu hắn một mạng, chế tạo thân giả thay chân thân, mới có thể thoát thân. Sau đó, hắn thao túng nước trong hệ thống cung cấp làm nổ tung ống dẫn, lợi dụng nước tràn ra, chế tạo ưu thế sân nhà đơn giản, bắt đầu đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ hành thổ khắc thủy, mà nơi này là chung cư, cũng không giáp giới với đại địa, thổ linh lực có thể lợi dụng có hạn. Các bạn vừa nghe xong tập 213 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.